Phim của DC Comics lần đầu tiên thật sự thay đổi. Đầu tiên là nên nói đến những cái bản nhạc của bộ phim. Đây là lần đầu tiên đối với cảm giác mình là những bản nhạc đã tươi sáng hơn rất nhiều so với những bộ phim trước đây của DC như là Batman hay Superman. Tuy nhiên, chính sự tài tình của đạo diễn khi lựa chọn ca khúc phù hợp với từng khung cảnh đã tạo nên một cảm giác hấp dẫn và cảm xúc người xem để lại ngay cả giây đầu tiên khi bản nhạc nổi lên. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những cảnh quay và kỹ xảo điện ảnh. Với cái tên hãng phim là Warner Rock đã phần nào đảm bảo cho những kỹ xảo của phim. Những góc quay rộng trong cả những pha hành động thực sự tạo nên sự mãn nhãn cho người xem. Và không chỉ mình mà cả rạp ngày hôm đó thì mọi người thực sự ồ lên vì những thước phim khá là đẹp và hùng vĩ. Những thước phim hành động thường được quay bằng những máy cận với nhiều máy quay khác nhau. Nhưng DC đã khéo léo khi vận dụng thêm một máy toàn để thể hiện toàn bộ nội dung của những pha hành động đó. Kỹ xảo dựng phim lần này đáng nói tới nhất chính là sự phối màu cho toàn cục bộ của bộ phim. Thực sự màu sắc thay đổi từ tăm tối cho những phần phim trước như Batman đã trở nên tươi sáng dần dần ở phần cuối phim. Mình nghĩ DC đã khéo léo cho người xem một chút hy vọng nhỏ nhoi về thành phố Gotham đầy tội lỗi. Chính sự khéo léo tài tình này đã dẫn dắt mình ngay đến tượng đài lớn nhất của DC Comics sẽ hồi sinh, đó chính là Superman. Sau tất cả những phần từ âm nhạc và kỹ xảo thì bộ phim hay vẫn cần phải có một nội dung tốt. DC Comics nắm rất nhiều nhân vật giá trị. Rõ ràng là theo gót của Marvel thì DC cũng đã tập hợp các siêu anh hùng này của vũ trụ mình để lên màn ảnh nhỏ. Ở đây rõ ràng mình thấy DC có phần khá vội. Họ vội vàng ở chỗ chưa thực sự đưa các nhân vật như Aquaman, Cyborg hay Flash ra mắt sớm để người ta có thể hình dung được dễ dàng sức mạnh cũng như là cội nguồn của họ. Nhưng với những gì mà DC Comics đã làm với lại Wonder Woman thì phần nào chúng ta có thể hy vọng rằng những bộ phim riêng của những nhân vật này sẽ được giới thiệu và ra mắt rộng rãi trên màn ảnh rộng sớm nhất. Vì thực sự các bạn phải hiểu rõ được xuất thân của Aquaman thì mới hiểu được nỗi đau của anh khi phần đầu phim sự bất cần đời của anh cho thấy sự cô độc và cần được yêu thương đến thế nào. Một câu hỏi được đặt ra là một con người bị chối bỏ ở cả hai thế giới của mình thì sẽ cảm giác như thế nào? Và câu trả lời cũng đã có trong bộ phim khi Aquaman vô tình chạm vào sợi dây công lý của nàng siêu nhân Wonder Woman. Còn với Flash, con người mang sức mạnh thay đổi cái quá khứ và du hành tới tương lai bởi một sức mạnh nằm ngoài những vũ trụ mà chúng ta đã biết trong DC Comics. Nhân vật Cyborg chính là nhân vật nên nói nhiều nhất vì anh giữ một vai trò khá quan trọng trong việc tìm hiểu chiếc hộp Motorbox. Những xuất thân và cội nguồn sức mạnh cũng có một phần đề cập trong phim. Tuy nhiên thì đó chỉ là những câu đối thoại vô nghĩa nếu ta không hiểu rõ được nguyên tác của chính bộ phim này. Ngoài ra, phim còn chưa thể hiện được hết sức mạnh và cá tính của từng nhân vật như Aquaman có khả năng điều khiển nước từ bất cứ nơi đâu chẳng hạn. Suy cho cùng thì một bộ phim có quá nhiều nhân vật chính mà chỉ có một thời gian phát sóng có giới hạn thì làm sao có thể khai thác được hết được từ nguồn gốc, cội nguồn, sức mạnh và nội tâm của từng nhân vật được chứ. Tuy nhiên, tạo hình của chàng siêu anh hùng Aquaman lần này là mình khá thất vọng. Tại sao một người đẹp trai như trên phim hình hoặc là trên truyện tranh thì biến đâu mất tiêu rồi nhỉ? Có một chi tiết mà mình rất hài lòng, đó chính là cảnh Batman sau khi một trận đánh ở dưới hầm của cảng Gotham. Ta thấy được sự hy sinh to lớn của anh thế nào cho thế giới. Những vết thương, những vết bầm cho ta thấy được anh đã vượt qua giới hạn của cái gọi là sức chịu đựng của con người để mạnh mẽ và đứng lên như thế nào. Batman dù thế nào thì sự lạc quan về một thế giới hòa bình luôn mạnh mẽ trong chính con tim và khối óc thiên tài của anh. Chính điều này đã cho Batman thành người lãnh đạo tài tình. Có một chi tiết nhỏ khi Batman nói với Wonder Woman về việc lãnh đạo là thế nào, mình có một chút buồn vì thường những bộ phim của DC luôn có những gợi ý cho những bộ phim tiếp theo. Có thể ở phần sau chúng ta sẽ mất đi một siêu anh hùng, đó chính là Batman, để người lãnh đạo có thể đi lên, đó chính là Wonder Woman. Nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng và buồn vì chết đi sống lại trong một vũ trụ của DC Comics hay là Marvel Comics là một điều xuất hiện quá thường xuyên và dĩ nhiên. Và điều mình nghĩ là sẽ là ngạc nhiên nhất, hồi hộp nhất chính là sự hồi sinh của đấng Superman.
Phải nói là lực làm khá là sơ sài, chưa có cái gì thì đùng, anh đã hồi sinh. Mặc dù trong mọi phân cảnh của trailer không hề gợi ý về điều này, nhưng được làm khá là sơ sài. Và thứ mà mình phải nói lên thất vọng nhất về DC lần này, đã là thánh thì phải xuất hiện cho hoành tráng như nhỉ. Ở phần nội tâm nhân vật thì chỉ có duy nhất Batman là được khai thác rõ ràng nhất. Còn lại mọi nhân vật ở mức tạm tạm thì thật là đáng tiếc. Steven Ward, cái tên, ai là người thực sự tìm hiểu về vũ trụ DC thì mới hiểu rõ được về hắn. Vâng, hắn chính là một trong những vị tướng của Darkseid, cái hung mạnh của toàn cõi vũ trụ của DC. Hắn được so sánh ngang tầm với Thanos, cái thống lĩnh nhiều hành tinh trong vũ trụ của Marvel. Chỉ một câu nói trong bộ phim là mình nổi hết da gà lên trong phim, chính là Steven Ward có nói về Hulk Master Box và Darkseid. Thật sự có một sự lo lắng nhẹ cho các siêu anh hùng của chúng ta. Có một chi tiết mà các bạn phải xem phim thật kỹ thì mới hiểu rõ được, đó chính là Superman lần này biết nói đùa. Khi anh nói, bây giờ tôi xin thay đổi câu nói lúc nãy, tôi muốn chết hơn. Cả rạp cười phá lên, khi đó chính là hy vọng. Và đó chính là hy vọng. Hy vọng về một ngày mai sẽ tươi sáng hơn với thế giới, với Gotham và cả liên minh công lý. Tôi sẽ mãi mãi là một fan của DC Comics. Hãy tới rạp, lắng động lại, coi thật kỹ, suy nghĩ thật sâu. Bạn sẽ hiểu ra DC Comics hay là Warner Bros. Nó tài tình thế nào khi sản xuất bộ phim này. Và chúc các bạn có những khoảng thời gian vui vẻ khi xem phim. Mình chỉ mang tính chất đánh giá và không hề tiết lộ nội dung, vì phần hay nhất vẫn là sự bất ngờ. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.